Chào anh em nha, hôm nay 25 tháng 8 năm 2020 em bán con CD Bentley 50 đầu 25 đời 99 xe kho nội địa Nhật về. Tình trạng là nguyên zin, sơn xi zin không giảm tốt, máy là bao nổ bao êm, bao không giống hũ, đầu nồi chưa rớt luôn. Thì giá cho con CD Bentley đầu 25 đời 99 này em bán là 34 triệu ha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 96 332 ha. Rồi, bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Xe rất là đẹp. Đời 99 đầu 25. Một chân vuông, bộ có dĩ. Xe mỗi bước mọi chức năng hoạt động hoàn hảo nha. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933 96 332. Nắp xăng là như mới luôn. Nắp xăng như mới, thùng xăng bên trong như mới luôn. Đó, bên trong là như mới luôn. À, 34 triệu nha anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ alo em. Xe kho nội địa Nhật về, giấy tờ tại Việt Nam anh em tự lo. Cầm bình thì sáng bóng luôn, phục chân vuông đời cao, máy móc thì nổi bóc lên bọc keo rất là đẹp, tuyệt đẹp cho con xe đời đầu 25 này, giá 34 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Quay xe rất là rõ, anh em nào mà ở xa hay ở gần đều không có thời gian ghé tìm em coi thì qua hình ảnh hoặc là clip này cũng có thể tự đánh giá là con xe đẹp hay là xấu hay là nó bị lỗi ở điểm nào thì em quay rất là rõ đó. Hoặc là khi mình mua bán đồ cũ, anh em có quay hình ảnh clip em nói đẹp, anh em nói không đẹp cũng không sao, nhưng mà anh em cứ hỏi là xe đẹp hay không. Ví dụ em nói đẹp, anh em nói xấu thì cũng được. Nên trước khi mình hỏi hay mình mua gì đó thì em cũng có hướng dẫn là cái xe đó mình có quay clip đăng trên đó thì anh cứ vô xem đi, vô xem đi rồi nói chuyện tính tiếp. Có nhiều ông là chưa có thấy cái gì hết kìa. Nhiều đó bớt không? Nhiều đó bán không? Mình hãy thấy món đồ của người ta hay như thế nào rồi, hoặc là mình xem đánh giá nào rồi hãy trả giá. Tại vì những ông mà trả giá điên, trả giá khùng, hoặc là chưa thấy xe của người ta mà cứ trả giá là những ông đó không bao giờ mua. Xe đang nổ, hoạt động bình thường nha anh em. Rồi, CD Bentley 50 đầu 25 phục chân vuông đời 99, anh em có nhu cầu liên hệ em với số điện thoại là 0933 996332, giá 34 triệu.